Các bạn ơi, người Việt Nam của chúng ta như là những đàn chim tung cánh bay khắp bốn phương trời, luôn mong xây dựng những tổ ấm cho gia đình và một cái tương lai rực rỡ cho con cháu của chúng mình. Atlanta, Georgia, vùng đất còn đang tiếp tục phát triển, cơ hội đầu tư còn nhiều, nơi được mệnh danh là đất lành chim đậu. Là người Việt Nam, cho dù bạn đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, bạn có thể làm chủ một căn nhà hay nhiều căn nhà từ 100.000 cho đến hàng chục triệu. Bạn sẽ được hướng dẫn mua, bán, cho thuê, quản lý. Bạn sẽ được hướng dẫn mượn tiền một cách dễ dàng. Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu công ty địa ốc Gia Tuấn ở Atlanta, Georgia. Với 4% đạo đức, chuyên nghiệp, thành thật và kín đáo. Xin gọi ở số phone công ty địa ốc Gia Tuấn 404-856-0898 hoặc trực tiếp cho Gia Tuấn 404-781-7912 hay vào website www.điaocgiatuấn.com. Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu công ty địa ốc Gia Tuấn ở Atlanta, Georgia. Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu công ty US Pedicure Spa, một công ty có trên 22 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất pedicure spa cho ngành nail, với trên 30 mẫu mã khác nhau, với 40 màu sắc của bồn cho khách chọn lựa, với 15 màu sắc nệm da phù hợp cho thiết kế của tiệm. Giá cả nhẹ nhàng, dao động từ 1.300 cho đến 2.500 đô la. Bền, rẻ, đẹp, dễ dàng finance. Địa chỉ website để các bạn có thể biết rõ về thiết kế này là www.uspedispa.com. Hoặc các bạn có thể email về địa chỉ uspedispa@yahoo.com hay gọi điện thoại trực tiếp số điện thoại miễn phí 1-888-989-8803. Đặc biệt hơn nữa nha, các bạn mua một chiếc ghế thôi sẽ được tặng 4 chiếc ghế. Có không? Chơi hoài, làm sao có chuyện đó. Nhưng mà cái này có nha, mua 4 chiếc ghế sẽ được tặng 1 chiếc ghế. Còn nữa, hướng dẫn finance 3 tháng không tiền lời. Còn nữa, được bảo trì trong vòng 3 năm. Các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay số điện thoại miễn phí 1-888-989-8803 để chọn ngay chiếc ghế US Paddy Spa. Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail bột nhúng SNS. Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và gelless color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5. Khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp. Với sản phẩm SNS, tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này SNS đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng SNS. Bột nhúng SNS đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng SNS. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo mời các bạn đến với Chuyện Bên Lề lần thứ 566. Trước khi đi vào những cái câu chuyện hay những phần tư vấn, giải đáp thắc mắc, tâm tình với nhau qua những câu hỏi của các bạn gửi cho Việt Thảo về email mcvietthao@yahoo.com, thì Việt Thảo có một vài cái tâm tình trước. Thứ nhất là có nhiều người vẫn tiếp tục hỏi số điện thoại của Việt Thảo, hỏi email của Việt Thảo, nhà hỏi về Facebook của Việt Thảo cũng có. Thì tất cả những cái chi tiết, những cái tin tức mà các bạn muốn biết đó, nó nằm ngay phần đầu và phần cuối của Chuyện Bên Lề có hết. Cái chỗ để mà welcome cho Chuyện Bên Lề số mấy, trên đó nó có email của Việt Thảo và nó có số điện thoại luôn. Số điện thoại cầm tay nha, trực tiếp luôn, không có qua trung gian. Cuối cùng cái phần thank you cũng có. Dạ. Yeah. Rồi có bạn hỏi là Việt Thảo chú đang sống ở Việt Nam hay ở Mỹ? Cái câu hỏi này làm tôi ngạc nhiên. Nếu mà các bạn theo dõi những Chuyện Bên Lề của Việt Thảo hay trên Facebook, những cái phần tâm tình của Việt Thảo trả lời thì biết liền nhé. Yeah. Việt Thảo đang sống ở tại Hoa Kỳ. Cũng như có người ta đồn nó đang sống bên Úc cũng không phải nha. Việt Thảo đang sống tại Hoa Kỳ, tiểu bang California.
Nhưng vì đi show nhiều mỗi tuần, lúc thì ở tiểu bang này, lúc ở tiểu bang khác, lúc ở nước này, nước khác, cho nên có khi người ta thấy, ủa, sao đang ở bên Anh Quốc, rồi có khi ở California, rồi có khi đang ở bên Úc, là tại vì mình đi show cho nên mình đi. Thôi nhưng mà tránh, tránh gốc là ở tại California, Hoa Kỳ, nước Mỹ đó. Có nhiều bạn theo dõi trên YouTube của Việt Thảo, cái channel YouTube, nhưng mà không biết, cho nên hỏi là chú có Facebook không? Dạ xin thưa có. Nó có hai cái trang Facebook để các bạn có thể vào được. Thì Facebook nó có cái trang cá nhân là Thảo Việt Trịnh. Tại vì Trịnh Việt Thảo thì hồi đó lấy như kiểu Mỹ đó, tên first name trước để Thảo Việt Trịnh nha. Trang Facebook Thảo Việt Trịnh là trang cá nhân. Còn trang mà fanpage là MC Việt Thảo. Đó là MC Việt Thảo. Thì tất cả hai cái trang này gần như giống hệt như nhau. Khi mà Thảo post lên cái gì của trang cá nhân là bên trang của fanpage đều có. Dạ. Muốn biết phải của Việt Thảo hay không dễ lắm. Nha, vào cái Thảo Việt Trịnh với MC Việt Thảo mà hai cái giống hệt nhau biết liền. Cái hình ở trên cũng giống, rồi cái mà để ở trên nền cũng giống. Và thấy những cái video clip của Việt Thảo bỏ lên mỗi ngày, nhìn là biết cái trang của Việt Thảo liền. Nhưng không có giả mạo ở đâu được cả. Ok, cho nên các bạn nếu mà coi YouTube muốn biết cái sinh hoạt của Việt Thảo mỗi ngày, giảm cân nè, cân nặng bao nhiêu, hay là bữa nay ăn cái gì, món gì, hay là đang đi show ở đâu, những cái video clip mới như thế nào, thì coi ngay trên Facebook cũng biết hết nha, theo dõi từng bước đi mỗi ngày của Việt Thảo. Rồi, như vậy thì cái câu hỏi Việt Thảo đang ở đâu thì trả lời rồi ha, Việt Thảo bên Mỹ. Rồi bây giờ có một điều giới thiệu thêm là cái trang Facebook của Việt Thảo, nếu các bạn chưa biết thì nên vào. Thảo Việt Trịnh là trang cá nhân và MC Việt Thảo là fanpage, để nơi đó chúng ta có thể gần gũi nhau hơn, biết nhau rõ hơn nhé. Ok, chuyện bên lề lần thứ 566 ngày hôm nay bắt đầu bằng một cái câu chuyện của chị Tuyết Hồ nhé. Chị Tuyết Hồ gửi cho Việt Thảo ở trên email với cái tựa đề là Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba của Trung Quốc, dặn con bằng một cái thơ nhỉ. Dạ, dặn con trai phải nhớ 9 điều. Dạ, và điều thứ 6 dặn vào hầu hết chúng ta. Nó đại khai vậy. Thì cái đầu tiên câu hỏi mọi người sẽ đặt ra, Jack Ma là ai? J-A-C-K-M-A. M-A Ma là cái last name, tên là Jack. Là người sáng lập ra cái tập đoàn buôn bán điện tử ở trên mạng toàn cầu nha, của Trung Quốc rất nổi tiếng, tên là Alibaba. Các bạn muốn biết, vào trong Google đánh cái chữ Alibaba như tiếng Việt thôi, Alibaba, thì các bạn sẽ thấy được và tìm hiểu được tập đoàn Alibaba như thế nào. Ở nơi đây cái thơ của người co cha gửi cho người con, nó có cái gì mà đến độ Việt Thảo muốn chia sẻ ở đây, mà các bạn chia sẻ trên mạng mà đến tay Việt Thảo. Mình không cần biết Jack Ma là ai, cái tập đoàn Alibaba lớn cỡ nào nó không quan trọng, bằng cái nội dung của ông ta gửi cho đứa con, mà mình coi như của một người cha gửi cho người con. Bao giờ cũng vậy, người cha có những cái tâm tình thương con của mình, cho nên tất cả cái đó là tấm lòng đặt vào. Thì tại sao chúng ta không đặt mình như là trường hợp những đứa con, và Jack Ma giống như người cha tâm tình với mình, để mình coi mình sẽ giác ngộ được cho chính bản thân của mình qua chính điều mà người cha gửi cho người con này nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn theo dõi trong chuyện mình lề lần thứ 566 với Việt Thảo, trong phần mở đầu một bức thơ của người cha gửi cho con. Với cái lời bạc, bức thư Jack Ma gửi con trai đã khiến hàng triệu người Trung Quốc cảm động. Còn chúng ta sẽ cảm nhận được gì sau khi đọc bức thư được truyền tải nguyên văn dưới đây? Con trai của ta, ta viết bản ghi nhớ này dựa trên ba nguyên tắc. Đời người phúc quả vô thường, chẳng ai có thể biết bản thân có thể sống được bao lâu. Có một số việc nên nói sớm ra sẽ tốt hơn. Thứ hai, ta là cha của con. Nếu ta không nói với con,
sẽ chẳng có người nào khác nói với con. Điều thứ ba, những ghi chép trong bản ghi nhớ này đều là những kinh nghiệm mà ta đã phải trải qua thất bại đau khổ mới có được. Nó có thể giúp con trưởng thành không cần phải mất quá nhiều thời gian để đi đường vòng. Có nhiều người thích học bằng cái kinh nghiệm bản thân của mình nghe. Ở đây là những cái kinh nghiệm để lại của người cha để lại cho con. Dưới đây là những điều mà sống trên đời con phải nhớ cho thật kỹ. Thứ nhất, những người không tốt với con, đừng để ý quá nhiều đến người ta. Trong suốt cuộc đời con, không có ai có nghĩa vụ phải tốt đối với con, trừ ta và mẹ con. Với những người đối xử tốt với con, nhất định phải trân trọng và cảm ơn. Điều thứ hai, không ai là không thể thay thế. Không có thứ gì là bắt buộc phải có trong ta. Nhìn thấu điều này, sau này cho dù con có mất đi tất cả những thứ con yêu thích trên thế gian, con cũng sẽ hiểu rằng chuyện đó chẳng có gì to tát. Thứ ba, sinh mệnh rất ngắn ngủi. Hôm nay có thể con vẫn đang lãng phí sinh mệnh, nhưng ngày mai con có thể đã thấy thứ trân quý đó rời xa con. Câu này hơi suy nghĩ chút nha. Vì thế, càng sớm trân trọng sinh mệnh của mình, con sẽ được hưởng thụ những ngày tháng sống trên đời càng nhiều. So với kỳ vọng được sống lâu, sống thọ, tha rằng con hãy sớm hưởng thụ một cuộc sống thực sự trọn vẹn. Hay lắm nha, cái nội dung rất là sâu sắc. Thứ tư, về tình yêu. Tình yêu chỉ là một dạng cảm giác, và cảm giác này theo thời gian tâm trạng sẽ thay đổi. Nếu người mà con cho là mình yêu nhất rời xa con, hãy nhẫn nại chờ đợi một chút, để trái tim dần dần lắng xuống, thời gian sẽ làm vơi nỗi đau trong lòng con. Đừng quá vấn vương đến cái đẹp của ái tình, cũng đừng làm quá những đau khổ khi thất tình. Điều thứ năm, mặc dù nhiều người không được học hành nhiều, song vẫn thành công. Nhưng điều đó không có nghĩa là con không cần dụng công học hành mà cũng có thể thành công. Những kiến thức con học được chính là thứ vũ khí mà con có. Con người có thể tay trắng lập nghiệp, nhưng không thể không có vũ khí mà lập nghiệp. Nhớ cho kỹ. Điều thứ sáu, ta đã mua xổ số trong suốt 26 năm, nhưng đến giải ba cũng chưa bao giờ trúng. Điều này chứng minh một điều rằng, con người muốn thành công nhất định phải cần đến sự nỗ lực hết mình. Trên đời này không có gì là miễn phí. Điều thứ bảy, ta không yêu cầu con phải phụng dưỡng, nuôi ta nửa đời còn lại. Đồng nghĩa với việc đó, ta cũng không nuôi con nửa đời còn lại. Nói tóm lại cho dễ hiểu, ta không yêu cầu con phụng dưỡng nuôi ta nửa đời còn lại, đồng nghĩa với việc ta cũng không nuôi con cái phần còn lại nửa đời của con. Yeah. Khi con trưởng thành đến mức có thể tự lập, trách nhiệm của ta đã kết thúc. Từ nay về sau, cho dù là con ngồi xe buýt hay ngồi trên xe Mercedes, ăn sơn hào hải vị hay cơm canh đạm bạc, con đều phải tự lo liệu. Thứ tám, con có thể yêu cầu bản thân phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác phải giữ chữ tín. Con có thể yêu cầu bản thân phải tốt đối với người khác, nhưng con không thể kỳ vọng người ta tốt với con. Con đối xử với người khác thế nào, không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại với con như vậy. Nếu con không nhìn thấu điểm này, nó sẽ chỉ đem đến cho con những phiền não không cần thiết. Điều thứ 9, người thân là duyên phận chỉ có một lần. Người thân là duyên phận chỉ có một lần. Bất luận kiếp này ta và con được ở cạnh nhau bao lâu, con nhất định phải trân trọng thời khắc chúng ta bên nhau. Kiếp sau,
Cho dù chúng ta có yêu mến nhau hay không, chưa chắc chúng ta đã có thể gặp lại. Đó là chính điều mà Việt Thảo được biết là coi như của Jack Ma, là người sáng lập ra tập đoàn Alibaba ở Trung Quốc, đã gửi cho con trai của mình. Có thật sự đó là điều của ông Jack Ma hay không? Cái đó Việt Thảo không biết. Nhưng Việt Thảo biết chắc rằng nếu những điều này của một người nào đó viết, người đó phải thật sự là rất tâm huyết, muốn dành cho con của mình nói riêng, mà thật sự là qua đó cả một cái thế hệ trẻ, nếu hiểu thấu đáo được vấn đề này, coi như được giác ngộ được cái điều chính bản thân của mình để trở thành một con người tốt hơn trong xã hội. Nếu chúng ta không hiểu được những điều này, sống nó mù mờ, sống nó không có hướng đi rõ rệt và không có những quyết định được trong cái đời sống của mình. Việt Thảo đề nghị các bạn nên nghe kỹ và suy gẫm kỹ chính điều này của Jack Ma gửi cho con, coi như của người cha gửi cho con. Chương mới lần thứ 566 trong phần tư vấn tâm tình và trả lời các bạn trong những thư tín gửi về địa chỉ mcvietthao@yahoo.com. Cái chủ đề là bò sốt tiêu đen của Thanh, La Thanh. Ở đây có cái hình chụp nè, dễ thương quá. Có đầu bò, có trứng nè, có pate, có cái gì nữa, không thấy rõ lắm. Và có thịt bò, có hành, có củ hành, có hành lá và có ngò. Có bánh mì, bên này có dĩa salad, có ớt đỏ, có salad và có dưa leo. Gửi chú Việt Thảo, cháu tên La Thanh. Hiện tại cháu đang sống tại Việt Nam. Cháu xem chuyện Minh Lề và những tập Dân Sơn ký sự của chú. Nhiều lần cháu muốn viết mail cho chú, nhưng vì sợ là chú không có thời gian trả lời cháu, lại cứ sợ trước. Cứ viết đi, người ta trả lời hay không chuyện của người ta. Hôm nay cháu viết thư này gửi đến chú là vì cháu cũng mê nấu ăn mà chưa hiểu cách nấu bò sốt tiêu đen như thế nào. Chú có thể tư vấn cho cháu cách nấu hay mùi vị và lựa bò như thế nào không chú? Bên Việt Nam thì cháu cũng có làm món bò né, cách làm cũng giống như sốt tiêu đen, nhưng mà lại không có cho sốt vào chú ơi. Mong nhận được hồi âm từ chú. Nói chung thì trên cái hình ảnh cho thấy là con có cái đầu bò và có làm được thịt bò đàng hoàng, có đầy đủ hết rồi. Chỉ còn thiếu cái sốt tiêu đen. Cái sốt tiêu đen, khi đã gọi tiêu đen có nghĩa rằng cái sốt trong đó chủ lực là tiêu đen. Tiêu nhiều lắm nha. Nhưng mà tiêu nghiền nát ra chứ không phải là tiêu hột cục cục nha, để ăn cho nó dễ. Và nó nằm trong cái sốt, một cái dung dịch mà trong đó nó có hương vị đậm đà. Nói chung thì cái sốt đó tùy theo mỗi tiệm, mỗi cá nhân làm khác nhau. Người ta làm có khi bằng, đây là Việt Thảo nói chung nha, chứ tôi không dám chỉ từng cái vật liệu của nó để thực hiện. Nó phải có đường, nó phải có muối, nó phải có xì dầu, nó có khi làm thêm cả cái oyster, không phải oyster, dầu hào nha. Có người làm thêm chút tương đen. Nói chung đó là một sự chế biến để ra một cái hương vị nó vừa ăn trong miệng, nó không bị mặn nha, nó không có lạt lẽo, nó không chua. Nhớ kỹ, khi cái sốt làm mà ăn cái thịt bò không được chua nhá. Ngọt ngọt được, mặn mòi được, cay được. Và khi có cái sốt đó rồi, thêm cái tiêu đen nhiều vào, đây là chủ lực thành cái sốt tiêu đen. Đơn giản chỉ có vậy. Kẹo hoặc là loãng, cái đó tùy theo mỗi người làm đó. Nếu con là người biết nấu ăn, tìm cách chế biến thử coi, chứ chú không dám lạm quyền, hay là chú không dám tự cho rằng mình biết mà chỉ làm cái sốt tương đen. Con vô Google kiếm cái sốt tương đen có người chỉ nha, coi rồi mình chế biến cái ngon hay dở lặn thuộc cái khẩu vị của mình và cách chế biến của mình. Ok, đó là khi mà chú ăn bò sốt tiêu đen thì cái cảm giác của chú nhận được, biết được như vậy. Và có khi sốt tiêu đen ta làm nhiều nó đổ ngập lên luôn nha. Đương nhiên không có mặn quá, mặn quá ngập ăn chết luôn á. Cái nước sốt đó mình có thể húp được, chấm bánh mì ăn được. Trong đó nó có bơ nữa, để cho nó béo cũng có nữa. Cắt thịt bò ra, cái thịt bò nóng hổi nha, nó dính trong cái sốt tiêu đen ăn vô, úi chà, nó ngon gì đâu.
cái nước sốt ngập ở trong miệng. Chứ không phải giống như mình chấm vô nước nước xì dầu chấm chút ăn thôi, không có nha. Ngập, chấm ngập trong cái miếng thịt bò. Ăn rất ngon. Ok. Chú chỉ có thể trả lời được vậy. Rồi, cái câu hỏi thứ hai gửi cho Việt Thảo là nhìn chú ăn đồ ăn ở lớp bowling ở Duluth, Georgia. Không có nói rõ lắm. Cái hỏi, cái câu viết không có rõ ràng của Mino Bunny vậy đây nè, Lan Phương. Có một điều đó, không có viết rõ ràng cái câu hỏi mà không có hết nữa, không thấy hết thì nó không trả lời được nha. Chỉ có một điều là có nhiều anh em, có người thắc mắc cũng có. Tại sao hồi đó giờ thấy Việt Thảo đàng hoàng, có thể có những cái chương trình đi đến những cái chùa, rồi có hướng dẫn người ta lại Phật, rồi tư vấn đàng hoàng, rồi đi ăn những nhà hàng, tại sao bây giờ lại nhậu nhẹt say sưa ở chỗ mà I love bowling in Duluth 2 tiếng đồng hồ. Cái video đó Việt Thảo uống rượu, thì cái mục đích của video là để giới thiệu cái I love bowling và I love hot pot. Ở trong I love bowling có gì? Họ chỉ bán những thức ăn giống như của Mỹ, cánh gà trên nước mắm, hay là pizza, french fry, những cái thức ăn nhanh để người ta chơi bowling. Và đặc biệt có cái bar rượu, có bartender để pha rượu uống. Thì vào đó, thực sự mà nói, khi uống rượu đó đó là mình uống để mà quay video cho người ta thấy khi mình vào chơi ở nơi đó có những cái bar rượu, mình có thể có những cái thức uống như thế nào. Việt Thảo đóng cái vai trò của một người đến đó chơi và uống rượu cho mọi người xem. Và hãy xem kỹ lại, không có cái gì quá lố hay lố lăng cả. Tất cả những cái mà Việt Thảo nói trong đó là để giới thiệu cho mọi người biết về cái video, về cái uống rượu, về cái kiến thức, về những cái cocktail, về cái rượu pha chế. Đơn giản chỉ có vậy. Chứ không phải Việt Thảo là cái người bê tha đi nhậu nhẹt, xin lỗi, nếu nhậu nhẹt say sưa bê tha, tại sao quay video cho người ta coi làm cái gì? Vậy mà có người vô trong YouTube là sau khi coi chú cái video này đã khai vậy là unfriend luôn, là không có subscribe, là bỏ luôn, unsubscribe, nghĩa là không có đăng ký, bỏ luôn và không coi chú nữa. Dễ sợ gì đó. Chỉ vì cái hình ảnh mà thấy Việt Thảo ngồi uống rượu thôi là người ta có thể chấm dứt tình bạn luôn, không theo dõi coi nữa. Căng thẳng đến mức đó. Cho nên sẵn đây cũng nói luôn, có những cái trên video, nó là video, nó có cái mục đích của nó, chứ không phải chưa chắc nó đã đúng. Chẳng hạn có những cái giống như thấy Việt Thảo ăn cái con đĩa chẳng hạn, con đĩa để câu cá. Không ai ngu gì đang con đĩa đâu. Đó tôi nói hoài, đó là những cái cho người ta thấy có đồ cho người ta coi trong những cái tài liệu. Khi mà Việt Thảo cầm con đĩa ở hình như Minnesota thì phải, bỏ vào miệng. Cái con đĩa thật sự đó, nó lạnh, trong cái nước nó lạnh ngắt hả? Ở bên ngoài khi bỏ vào miệng nó không có sao hết trơn. Vấn đề là mình có nhai, có nuốt hay không? Khi bỏ vào miệng máy nó pan qua bên, nó xoay qua bên người Mỹ. Ồ, thấy ghê quá. Lúc đó Việt Thảo phun cái phèo văng ra rồi. Khi máy quay trở lại làm bộ nhai nhai, chứ đâu có nhai con khỉ gì ở trong đó đâu. Cho nên có những cái ở trên phim ảnh, giống như hồi xưa đó, quay những nẻo đường miền Tây, thì cái kịch bản là Việt Thảo không biết ăn ớt. Để chi? Mình gài cái thế từ đầu, cái cớ không biết ăn ớt, để cuối cùng khi trở về chợ lớn thì trong lúc ăn mì, Bảo Liêm mới bỏ ớt thiệt nhiều cho cay để trả thù. Đó là phim. Mà cho đến giờ phút này nhiều người cứ thắc mắc, tại sao chú không biết ăn ớt mà bây giờ chú lại ăn ớt nhiều như vậy? Thấy không? Nó là kịch bản ở trong phim. Bởi vì có những cái trong phim chặt đầu người ta không lẽ chặt thiệt, chết hết ai dám đóng phim trong đó. Có những cái thực thực giả giả của phim, của video. Cho nên tôi muốn nói vấn đề uống rượu là cái mục đích mình uống như vậy để nhằm giới thiệu, có nó có mục đích, chứ không phải là mình vì thèm muốn hay là bê tha đến độ uống rượu. Và có nhiều người chưa gì hết chưa thấy Việt Thảo ngồi uống rượu, mời mọi người đi uống rượu là không chơi nữa. Khó dễ sợ như vậy. Ok. Chuyện Minh Lê lần thứ 566 tiếp tục với Đại Dương Lê. Bức thơ hơi dài một chút.
Kính chào chú Việt Thảo. Lời đầu tiên xin chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, luôn an lạc trong cuộc sống. Con biết đến chương trình Chuyện Bên Lề của chú cũng mới đây thôi, một cách rất tình cờ. Đó là một chiều cuối tuần rảnh rỗi, bỗng dưng con muốn ôn lại kỷ niệm xưa và tìm lại những video hài của chú Văn Sơn. Và tình cờ con nhìn thấy chương trình của chú, vậy là con xem lại tất cả và theo dõi từ đó đến nay không sót tập nào. Có lẽ vì con là một người ít đi đây đó do công việc và hoàn cảnh, nên khi xem những video của chú cảm giác giống như là đang được đi đến những nơi mà chú giới thiệu vậy, dù chỉ là bằng mắt, rất thú vị. Đến hôm nay, có một việc quan trọng sắp đến với con, vì vậy con muốn nghe những lời chia sẻ của chú. Tới đây Việt Thảo ngừng lại một chút, cho thấy rằng cái chuyện bên lề của Việt Thảo thật sự nó không có phải có nhiều người coi đâu. Là tại vì Việt Thảo lấy cái chủ đề là gì? MC Việt Thảo, rồi CBL, chuyện bên lề viết tắt số mấy. Cho nên có nhiều người cũng thực sự không biết MC Việt Thảo là cái gì. Dạ. Nếu mà lấy cái chủ đề, đừng có lấy MC Việt Thảo, lấy chủ đề khác thì có lẽ hấp dẫn nhiều người ra trên mạng gặp là có thể coi được. Thí dụ như nói là đi câu cá ở bãi biển Long Beach, thí dụ vậy. Cái chủ đề như vậy thôi, thì khi mà vô internet thấy đi câu cá bãi biển Long Beach, ta vào coi. Hay là mình đặt một cái tên cho dữ dội như câu cá khủng ở bãi biển Long Beach, hay là đi chơi bãi biển tình cờ lụm được vàng. Thí dụ như vậy là người ta đổ xô người ta coi. Còn cho nên chuyện bên lề MC Bà Thảo nghe nó không hấp dẫn đâu. Chỉ có những người nào biết rồi thì thấy được nó có một cái chỗ gần gũi nào đó người ta mới theo dõi. Cho nên các bạn sẵn đây nói luôn. Thứ nhất, nếu thấy rằng chuyện bên lề mình thích, mình coi được, nhớ subscribe, tức là đăng ký. Để chi? Để cho mỗi lần Việt Thảo có upload là mọi người biết. Thậm chí có người hiện giờ ngay cái chuyện mới nhất của Việt Thảo có đọc ở trong chuyện bên lề 564, thì mới vừa lên ngày hôm trước, hôm sau Việt Thảo nhận được một cái email có cái câu chuyện tương tự như vậy. Điều đó cho thấy là người đó chưa coi, là tại vì chưa chắc đã đăng ký. Nếu đăng ký là nó pop up mình biết liền nha. Có thể nhiều khi pop up đăng ký, có đăng ký nó nhảy lên rồi mà mình chưa coi thì đã không biết. Cho nên cái quan trọng là nên subscribe hay là đăng ký. Điều thứ hai, nếu có những người bạn thân quen hay những người biết, hãy giới thiệu cho mọi người cùng biết, để chúng ta có dịp xem, có dịp chia sẻ với nhau. Rồi, muốn nghe lời chia sẻ của chú. Sự việc là ông ngoại con đang sống tại Mỹ và có làm đơn bảo lãnh mẹ con và con vào năm 2002. Cuối cùng đến hôm nay là sau bao ngày chờ đợi, 2002-2017, 15 năm. Cuối cùng đến hôm nay sau bao ngày chờ đợi, con và mẹ con đã phỏng vấn hoàn tất mọi thủ tục và tháng 8 này con và mẹ sẽ sang Mỹ. Con năm nay 28 tuổi. Đáng lẽ ra thì vào năm 2010, con với mẹ đã có thể đi rồi. Nhưng do một số trục trặc gia đình để đến hôm nay mới đi được. Nếu được đi vào năm 2010 vào độ tuổi con đang đi học, chắc khi đến Mỹ sẽ dễ dàng để tiếp tục việc học, có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng đến bây giờ đã 28 tuổi, thật sự con không biết mình có nên đi học hay đi làm. Mình nếu làm thì nhiều khả năng chỉ làm neo hoặc thợ sửa xe hơi mà thôi. Thật sự trong con lúc này là sự vui mừng háo hức, xen lẫn với sự hoang mang, lo lắng. Con không biết cuộc sống ở một đất nước mới mình có thích nghi được không? Mình sẽ làm neo mãi mãi sao? Bên Việt Nam con trầy trật lắm mới có một công việc ổn định. Nếu so với mặt bằng chung thì cũng trên trung bình. Con hiện đang làm thợ sửa xe ô tô. Không biết qua đó có làm tiếp được không? Hay phải đi học lại mới làm được? Biết kinh nghiệm và sự hiểu biết của chú có thể tư vấn cho con hiện tại nếu qua Mỹ thì nên làm hay học nghề gì không? Con cũng muốn hỏi chú về cảm giác của chú ngày xưa khi chuẩn bị sang Mỹ, chú có lo lắng không? Chú có ngại việc phải làm lại từ đầu không? Và con muốn hỏi chú một điều nữa là sau chừng ấy năm sống ở Mỹ, chú có thể cho con biết chú được gì và mất gì không? Và khi lớn tuổi hơn, chú muốn ở Mỹ hay về lại quê hương? Xin cảm ơn chú đã dành chút thời gian quý báu để đọc tâm tình của con. Mong nhận được hồi âm của chú. Một lần nữa cảm ơn chú rất nhiều. Những câu hỏi của con nếu trả lời, nó sẽ dài 10 tiếng đồng hồ.
Cảm giác của chú ngày xưa khi chuẩn bị sang Mỹ, chú có lo lắng không? Chú có phải ngại phải làm việc từ đầu không? Muốn hỏi chú một điều nữa, sau chừng ấy năm sống ở Mỹ, tức là khoảng 30 mấy năm, chú có thể cho con biết chú được gì và mất gì không? Và khi lớn tuổi hơn, chú muốn ở Mỹ hay về lại quê hương? Những cái subject, những cái đề tài con đưa ra là cả một cái thuyết trình, cả một cái lý luận và cả một cái sự trình bày, vì nó là cả một cái đời người. Nhiều lắm con. Nha. Cho nên chú sẽ chưa, không có trả lời những cái phần đó. Mà cái quan trọng không phải là cái sự tìm hiểu của con về chú, mà cái vấn đề là chú nói cho con biết qua bên Mỹ con phải làm gì. Ở cái lứa tuổi 26 tuổi khi chú đến Mỹ, chú đi học trở lại đại học. Nha. Ở bên Mỹ, có người còn rất trẻ, học chẳng ra cái gì cả, rồi bỏ học để phải đi làm kiếm tiền. Và ở bên Mỹ, có những người lớn tuổi, họ vừa học vừa làm. Khi họ có công việc rồi, họ vẫn bỏ thời gian học thêm được, để bồi dưỡng nghề nghiệp, hay họ lấy bằng cấp, họ chuyển ra. Có những người qua bên Mỹ, họ không cần học hành. Tức ý muốn cái văn hóa có trước đây. Họ chỉ cần theo học những cái trường dạy nghề và họ có thể làm nghề được. Nhưng cái câu nói của con là sẽ làm neo mãi mãi sao? Cái câu đó nó chua chát lắm. Có những người làm neo đã nuôi được con cái ăn học thành tài, trở thành những bác sĩ, những kỹ sư, những người hữu dụng cho xã hội. Và ở nơi đây chú nói, hãnh diện vì người Việt Nam mình đã có cái ngành neo. Và người Việt Nam mình đã phát triển. Có những người nghe, làm neo thôi, họ có cơ ngơi, nhà cửa, xe cộ và đời sống còn cao hơn cả những người đi làm những cái chức vụ cao khác, kể cả bác sĩ và kỹ sư. Cho nên cái câu nói mà sẽ làm neo mãi mãi sao có vẻ coi thường cái ngành neo lắm. Cái quan trọng ở đây, con ở Việt Nam làm thợ sửa xe ô tô, qua đây có làm được không? Chú đưa một cái kinh nghiệm của một người nè. Ở Việt Nam, người đó còn trẻ, chỉ biết sửa máy tạo, máy đuôi tô, cô le hay gì đó. Dạ. Mà sửa là sửa vậy thôi, chứ không phải là học trường lớp ra. Khi sang bên Mỹ, ở một cái tiểu bang xa, không có người Việt nhiều, không biết làm gì hết. Nếu đi làm thì làm công, làm việc 5 đồng, 3 đồng, 2 đồng gì lúc đó, 1 giờ. Thì ở nhà ăn chả giò, chiên chả giò ăn, cái xứ lạnh mà, mới xách cho hàng xóm 1-2 cuốn ăn chơi, cho làm quen. Của cha họ ăn lạnh lạnh mà ăn chả giò nóng ngon quá, họ mới hỏi, muốn nữa thì làm, làm thêm, nhưng mà nhiều quá cho anh ta đưa tiền, coi như bán, trở thành bán. Chả giò đi bán dọc theo cái xóm làng ở đó vậy. Vậy mà khá, có tiền. Rồi, bằng cái một chút vốn liếng về sửa máy cô le, có những cái xe hơi, người ta trục trặc thay gì phải đi ra chỗ dealer xe, chỗ gara xe ở ngoài thành phố lớn ở đó, thì mình sửa giúp người ta, dần dần người ta đem lại nhà. Sau này thành biết việc hơn, rồi mở luôn cả một cái gara lớn để sửa xe chẳng hạn. Thấy không? Thì ngay cả người ta còn không biết mà còn làm được việc, đừng nói chi mình đã biết sửa ô tô Việt Nam rồi. Ok. Nói chung như thế này, được đi tới Mỹ là một điều tốt rồi. Nếu cảm thấy rằng trong lòng lo, chưa biết cái tương lai như thế nào, mà cho rằng ở Việt Nam cái mặt bằng mình tốt lắm, trên trung bình, thì cứ ở lại Việt Nam, không cần đi. Nhưng khi đã đi thì mình đã có cái vốn liếng, mình đã có kinh nghiệm và có một số kiến thức căn bản rồi. Qua đây không sợ gì mà không có việc làm. Có những người đến đây chân ướt chân ráo, không có cái con khỉ gì hết, họ vẫn có thể vươn lên được và thành tài được. Thì đừng nói chi mình đã có. Cái quan trọng là cái ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Mỹ cho nó giỏi một chút, để hội nhập vào đời sống của người ta. Còn nếu không thì mình chỉ sống và làm việc trong cộng đồng Việt Nam. Ok. Đừng lo, đến Mỹ đi rồi tính. Nha. Nhiều khi đến Mỹ rồi con thay đổi ạ. Tại vì cái hoàn cảnh mới, cái đời sống mới ở bên Mỹ sẽ làm cho mình có cái nhìn khác hơn. Hiện giờ bên Việt Nam mình chưa thấy được. Hãy qua Mỹ đi rồi tính. Thời gian còn dài mà, tuổi còn trẻ mà. Ok.
Xin cảm ơn. Chuyện bên lề lần thứ 566 xin được tiếp tục, không có chủ đề, của Đại Nguyễn Trắc, Nguyễn Khắc Đại. Bác ơi, bác Thảo ơi, cháu hy vọng trong chuyện bên lề sắp tới bác sẽ giải đáp cho cháu cùng mọi người những câu hỏi sau. Thứ nhất, bao giờ thì bác sẽ làm phóng sự về người Việt Nam châu? Thứ hai, bác có về Việt Nam làm phim không ạ? Cháu hy vọng bác sẽ sớm trả lời câu hỏi của cháu, một fan hâm mộ của kênh Việt Thảo. Nếu bác trả lời thì làm ơn, bác hãy nói rõ chuyện bên lề thứ bao nhiêu để cháu dễ dàng tìm kiếm mà. Cháu cảm ơn bác. Cái điều thứ nhất là trong cái email mà cháu gửi cho bác ở đây, thì khi làm chuyện bên lề xong rồi, bác sẽ gửi cái chuyện bên lề đó theo cái đúng email là reply, tức là gửi trở lại cho cháu, cháu sẽ có. Còn bây giờ có nhiều người hỏi, trời ơi chú ơi, bác ơi, anh Thảo ơi, chuyện mình lề mà anh nói về đề tài đó số máy ở đâu? Không có. Tại vì khi Dịch Thảo làm không có một cái hệ thống cho biết chuyện mình lề này của ai vậy? Không có, không có thời giờ đâu nha. Đó nói chuyện bên lề mà. Nói đây mới nhớ là cũng có người nói chẳng hạn ngồi như gì phía ngoài sau nó trống đỡ hơn, chứ có những chỗ u cha ơi, thấy nào là giường chiếu trong phòng ngủ. Tại vì như thế này, khi Việt Thảo đi đến một cái khách sạn, đi đến đi show ở đâu đó, một cái tiểu bang nào, một cái thành phố nào, thì mình ở trong khách sạn. Và ở trong khách sạn lúc đó có thời gian mình thực hiện chuyện bên lề. Nó không giống như ở nhà, hay là nó ở giống mình có một cái văn phòng riêng để mình đặt máy rồi phía sau nó có cảnh trí hay ghế ngồi sofa. Không phải. Trong một cái hotel, cái bàn làm việc có, nhưng mà cái giường ở đó, cái tủ ở đó, cái tivi ở đó, rồi cái nhà bếp ở đó, nếu mình ở chỗ có nhà bếp. Còn không có thì nó có cái tủ lạnh hay là cái microwave, rồi một cái phòng ngủ. Cho nên xây qua xây lại là nó chặt cứng à. Bây giờ máy đặt chỗ nào, giờ ngồi trên bàn thì, nếu mình ngồi trên bàn ngược lại thì bên kia là cái giường, là thấy thôi. Cho nên không thể tìm được cái chỗ mà chỉ có riêng mình với ta để mà nói chuyện với nhau. Nghe có khi nó dính giường tùm lum. Nhưng mà đó là cái thực tế, cái đời sống bình thường khi Việt Thảo thực hiện chuyện bên lề. Nó là chuyện bên lề mà, chứ đâu phải một cái chương trình của một đài truyền hình hay là của một cái băng tầng nào mà mình có một cái phòng thu đàng hoàng. Đụng đâu thu đó mà. Thảo nhớ có một lần đó, chung vô trong chiếc xe hơi để mà thu hình. Là tại vì lúc ở nhà con cái đang ngủ, mới 4 giờ sáng thức dậy làm chuyện bên lề, đâu có ngồi nói được. Phải chung vô trong chiếc xe hơi, rồi để đèn những gì đó, rồi thu hình và nói chuyện bên lề. Tại đậu ngay ngoài trước nhà, cho nên mình vô wifi được. Ok. Cho nên rất xin lỗi nếu có nhiều người thấy sao mà làm chuyện bên lề, thấy có giường ngủ đồ nữa, ở trong hotel khách sạn mà, né không được, phải dính, né được sẽ né. Xin cảm ơn. Rồi trả lời, bao giờ thì bác sẽ làm phóng sự về người Việt Nam châu? Không được. Tại vì làm phóng sự về người Việt Nam châu thì Việt Thảo phải đi khắp Nam châu để làm. Đến nước này, đến nước nọ, đến tiểu bang kia. Nhãn. Thì khi đi như vậy đó, thứ nhất là cái chi phí vé máy bay, chi phí di chuyển, xe cộ, rồi ăn ở, khách sạn. Còn nữa, phải có chuyên viên theo thu hình. Mà chuyên viên thu hình là mình phải trả tiền người ta. Người ta theo làm việc vừa thu hình có thể ngồi cắt ráp edit với mình nữa. Mình phải trả tiền cho người ta, chứ không ai đi làm free cho mình. Nha. Mà khi Việt Thảo đi như vậy đó, thì vé máy bay cho bản thân mình, còn vé máy bay cho người đồng hành với mình nữa. Mà nếu mà bay đi bay về, bay đi bay về, nó tốn kém ghê gớm luôn. Mà nếu bay luôn là một lọt luôn cả tháng hai tháng, không được. Là tại vì đi như vậy thì công việc ở bên Mỹ, Việt Thảo làm cái nghề chánh để MC, là đi làm giới thiệu chương trình. Mà bây giờ mình đi làm tài liệu khắp Nam Châu, không đi làm chương trình, ai trả tiền cho mình để mình có thể nuôi sống gia đình? Phải không? Nếu có một công ty nào đó họ đứng ra họ tài trợ, họ mướn mình đàng hoàng, mình đi làm về cái tài liệu người Việt khắp Nam Châu, họ trả tiền cho mình để mình có thể nuôi sống gia đình, nuôi cho các con được đi ăn học, trả tiền xe, trả tiền nhà, thì lúc đó mình mới đi được. Chứ bây giờ mình đi mà không ai trả tiền cho mình, mà những cái show ở bên Mỹ người ta kêu mình không nhận nữa, tại mình đi qua thu hình rồi, thì làm sao? Rồi bây giờ nếu mình đi làm show cuối tuần, rồi khi về nhà mà đi thu hình ở những nơi khác, thí dụ nước khác, thì đâu có thể bay qua một hai ngày bay về được. Nó lại ảnh hưởng. Thấy chưa? Cho nên cái việc bao giờ sẽ làm phóng sự về người Việt Nam châu, chỉ khi nào có người đứng ra tài trợ, lo được những cái chi phí về di chuyển, ăn uống, trả tiền lương nhân viên để mà thực hiện được, thì lúc đó Việt Thảo mới có thể đi được. Câu thứ hai, bác có về Việt Nam làm phim không?
Nói gì nói khi mà về Việt Nam thì đó là một cái phương tiện và điều kiện rất tốt cho tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới. Tại vì ở hải ngoại có mấy triệu dân, nhưng trong nước tới cả gần 100 triệu dân nữa. Và đề tài trong đất nước rất nhiều. Nhưng có ngược lại thì ở trong nước không thiếu gì người thực hiện nhé. Đài truyền hình có, là phóng viên truyền hình có, chuyên viên kỹ thuật có, đủ hết. Và ngay cả những người làm việc về tài liệu Việt Nam cũng có nhé. Thành ra vấn đề về Việt Nam làm phim hay không, không cần thiết đâu. Tại vì mình cũng không có là cái gì để mà làm, trong khi có nhiều người còn tài giỏi hơn mình nữa. Tuy nhiên, nếu thích cái kiểu làm của Việt Thảo nhé, thì Việt Thảo đối với 63 tỉnh thành Việt Nam là một cái đề tài có thể thực hiện trong vòng 10 năm trời. 10 năm trời chưa chắc đã thực hiện hết. Biết bao nhiêu đề tài hay mà tôi không biết ở trong nước có khai thác hết những cái đề tài đó chưa, hay cũng có người làm rồi nhưng có thể cái style, cái kiểu nó khác với Việt Thảo. Riêng Việt Thảo chỉ có thể về Việt Nam làm được với điều kiện là phải có một công ty đứng ra để bảo trợ làm giấy tờ cho Việt Thảo về làm việc với công ty đó. Vấn đề khi làm việc rồi thì cái sản phẩm đó đem đi đâu, chiếu trên đài truyền hình hay chiếu trên, bỏ trên YouTube, trên mạng hay là DVD, cái đó mình không biết. Nhưng nếu muốn thực hiện cái đó, thứ nhất phải có người đứng ra, công ty đứng ra để xin phép cho Việt Thảo về làm. Còn có nhiều người không hiểu, nói bác cứ về đi, cứ quay đại đi, giống như đi quay chơi, không được. Tại vì khi Việt Thảo đi quay phải có chuyên viên theo thu hình. Còn nếu Việt Thảo thu mình cũng được, xách hai cái máy theo, rồi cắm chân lên rồi quay, nhưng mà không ra gì hết trơn á. Mất thời giờ dữ lắm luôn. Nhé. Phải có chuyên viên theo thu hình, rồi còn cắt ráp nữa. Và còn một điều rất quan trọng, phải giấy phép. Không có giấy phép không đi làm việc được. Nhiều người không hiểu, cứ nói ngang, cứ về làm đại đi, không được. Không được nha. Phải có giấy phép để đi thực hiện. Rồi. Bây giờ về Việt Nam thực hiện như vậy thì giống như hồi nãy, ở đây ai nuôi vợ Việt Thảo, ai nuôi con Việt Thảo, ai trả tiền xe, tiền nhà, ai lo cho các con đi học? Không được. Mình không thể đi làm chơi chơi được. Thí dụ bây giờ đó, tài tử giống như đi Việt Nam chơi, sẵn xách máy theo quay, à đây là ăn trên máy bay, đây là cảnh Sài Gòn, à, đây là đi trên đường phố, mình quay chơi chơi được. Nhưng mà Việt Thảo không có đi chơi, không có đi về Việt Nam chơi, tại vì thời gian làm việc không có. Cho nên vấn đề bác có về Việt Nam làm phim hay không, nó còn tùy thuộc có cái công ty nào đó mời mình về hay không, có giấy phép hẳn hòi và cái kế hoạch thực hiện như thế nào. Nếu cái công ty đó trả tiền cho Việt Thảo đủ để trang trải những chi phí cho đời sống của gia đình Việt Thảo bên Mỹ, Việt Thảo có thể đi được. Và điều thứ hai là phải có giấy phép hẳn hòi. Đơn giản chỉ có vậy nhé. Xin cảm ơn. Ok, chú làm quay video trực tiếp đi. Của Lan Phương. Ok, kêu kêu Việt Thảo làm quay video trực tiếp, tức là giống như livestream ở trên Facebook. Cái đó thì được, Việt Thảo có làm rồi nhé. Nhưng mà như thế này, cái livestream nó kẹt một điều là cái thời gian của thế giới nó khác nhau. Thí dụ bây giờ Việt Thảo đang ngồi đây là buổi sáng, 7 giờ sáng đi. Nếu ở đây là California thì nó sẽ là 9 giờ đêm ở bên Việt Nam. Nếu bây giờ 12 giờ trưa ở đây nó là 2 giờ sáng hay 3 giờ sáng ở Việt Nam. Cho nên cái giờ giấc nó không giống nhau. Mà giờ ở Việt Nam khi mà người ta coi được thì nhiều khi bên Úc coi không được, bên Tây. Mỗi một nơi cái múi giờ khác nhau cho nên nó không đồng nhất. Khi livestream chỉ đạt quyền lợi của một số người có thể coi được lúc đó. Rồi hết. Cho nên Việt Thảo làm mà livestream được gì nè, được coi liền tại chỗ giống như thế này thôi. Mà nó khó làm cái chỗ là mọi người lúc đó nghe trên Facebook đó, vô 1, 2, 3, 4 đồ hỏi quá trời luôn, trả lời cũng không kịp nữa. Thành ra không làm livestream, chỉ làm livestream khi nào mà có cái dịp điều kiện thuận tiện ở nơi đó. Mà ở chỗ những chỗ công cộng đi, mình livestream nói chuyện không được nha. Còn riêng tư thì Việt Thảo muốn làm thu như thế này để rồi mọi người coi đi coi lại trên YouTube nó tiện hơn. Cái đề tài nó rõ ràng. Xin cảm ơn. Nói gì nói chứ có lúc mà làm livestream được vẫn làm nhé. Ok, Kimmy và ba Thảo. Cuối cùng được chụp một tấm hình. Ba Thảo ơi, yêu ba Thảo lắm lắm luôn. Muốn được ôm ba Thảo lâu hơn nhưng ba Thảo was so busy. Nếu có duyên chắc chắn sẽ được gặp ba Thảo sớm. Lots of love. Đây là Kimmy. Cái hình này là khi mà Việt Thảo đi trình diễn ở bên Anh Quốc, ở Birmingham,
trong cái chương trình vừa rồi thì Kim My là một fan của Việt Thảo mà gọi Việt Thảo bằng ba nha. Lên sân khấu tặng quà cho Lâm Chấn Khang hay gì lúc đó đó, thì khi quay trở vô gặp Việt Thảo, ô mừng quá, chạy vô dẫn ngay vô trong hậu trường chụp hình luôn. Chứ lúc đầu là em đang ngồi dưới cũng không biết làm sao gặp được. Đó là cái duyên. Kim My, I love you. Con gái kêu bằng ba Thảo. Đây cũng nhiều khi có nhiều người hỏi Việt Thảo, Việt Thảo có bao nhiêu đứa con. Tôi hay nói đùa mà nói thật mà người ta không tin. Tôi nói tôi không biết. Ôi cho mọi người cười giống như tôi giận chơi. Tôi nói thiệt. Tại vì trên khắp thế giới hiện giờ con Việt Thảo rất nhiều luôn. Chẳng hạn Kim My cũng là một đứa con gái ở bên Anh Quốc. Lần đầu tiên mới gặp nhau được và chụp hình chung. Chứ trước đây đâu có gặp đâu. Còn bao nhiêu đứa con nữa tôi chưa biết mặt và chưa gặp nhau được. Cho nên hỏi có bao nhiêu đứa con tôi không biết. Tại vì tôi kể đây là những đứa con nhé. Bây giờ tới đây đi. Tới đây thì mình tạm ngưng cái phần tâm tình và trả lời thư tín để gửi đến các bạn một cái câu chuyện vui nho nhỏ trước khi chúng ta chia tay. Câu chuyện có cái tên là khác biệt cơ bản. Là sao? Nói về một em bé 6 tuổi tên là Rooney. Nghe, em nghe kể rằng bố em và ông nội của em đều có thể đi bộ được trên mặt hồ nước ở sau nhà vào ngày sinh nhật của mình. Ôi chà, cái này độc đáo quá. Ba mình với ông nội đó có thể đi bộ ở trên mặt hồ nha, vào cái ngày sinh nhật. Thì Rooney mới bảo với bạn bè như thế này: ê tụi mày biết không, đó là di truyền nha. Đó là di truyền, nên tao cũng có thể làm được như ba tao với ông nội ta. Đó là 6 tuổi bị cậu bé còn nhỏ mà cứ nghĩ rằng do cái di truyền, nếu ba mình và ông nội mình đi trên cái mặt của hồ nước được thì mình cũng đi được. Rồi thế là Rooney lên trong cái ngày sinh nhật mới đi trên cái hồ nước, và kết quả là gì? Uống nước no một bụng thiếu điều chết. Cậu ta mới miếu máu chạy về nhà hỏi bà: bà ơi, tại sao cháu không thể đi bộ được ở trên mặt hồ như bố và ông ạ? Thì bà mới trả lời như thế này nè: là tại vì bố con và ông nội con đều sinh vào khoảng tháng giêng. Cho nên lúc đó thì cái nước ở trên hồ nó đóng băng lại, cho nên hai người đó mới đi được ở trên mặt hồ vào ngày sinh nhật. Còn con sinh nhật vào tháng 7, lúc đó nó không có đóng băng, làm sao con đi được. Thành ra suýt chút nữa là chết đuối. Cậu bé 6 tuổi cứ nghĩ rằng mình có tính di truyền, ông nội và ba đi được là mình cũng đi được. Nhưng thực sự ngày sinh tháng sinh khác nhau. Một bên là lúc đóng băng, một bên là lúc không có đóng băng. Cho nên cậu bé 6 tuổi suýt chết đuối, tưởng rằng mình di truyền, mình đi trên nước được. Ok, đó là cái chuyện khác biệt cơ bản để chấm dứt chuyến mới lại lần thứ 566. Và các bạn nhớ, nếu chưa thì subscribe để coi như đăng ký cái chuyện bên lề cái channel YouTube của Việt Thảo nha, để sau này có thì mình có thể coi được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện bên lề lần thứ 566 và hẹn gặp lại trong những chuyện bên lề kế tiếp. Thank you and I love you. Các bạn có nghe nói gì về Phi Browse chưa? Phi Browse là một học viện danh tiếng trên thế giới do ông Branko Bebic sáng lập. Phi Browse cũng là tên một loại mực dùng trong phương pháp khắc tỉa sợi lông mày 3D bằng kỹ thuật microblading. Đây là cặp chân mày của Việt Thảo được làm đẹp một cách tự nhiên bằng kỹ thuật microblading. Các bạn muốn có một sự nghiệp vững chắc và một tương lai sáng lạng bằng ngành nghề này không? Hãy ghi tên hợp với Team USA Fee Browse by Jasmine Hiền Phan. Team USA Fee Browse by Jasmine Hiền Phan bao gồm một đội ngũ master với đẳng cấp quốc tế về kỹ thuật microblading. Các bạn sẽ được đào tạo để trở thành những chuyên viên có kiến thức chuyên sâu nhất, bài bản nhất, chuyên nghiệp nhất, với chứng chỉ có giá trị quốc tế về kỹ thuật microblading. Sau khóa học, các bạn còn được hỗ trợ online 6 tháng bằng những cái app của Fee Browse và USA Fee Browse để ôn lại những kiến thức chuyên môn.
Xin vào website www.usafreebrowse.com để biết thêm chi tiết và ghi danh. Cơ hội thành công và thăng tiến trong ngành thẩm mỹ bằng phương pháp khắc tỉa sợi lông mày 3D qua kỹ thuật microblading đang chờ đón các bạn. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Có thể nói một trong những món ăn khoái khẩu của người Việt Nam mình đó, là cái món bánh tráng cuốn tôm thịt với giá hẹ. Không biết ai thích ăn chấm với cái gì chứ Việt Thảo là khoái nhất là chấm với nước mắm, tỏi, ớt, chanh, đường, chua chua, ngọt ngọt. Ăn vô nó đã. Có nhiều người á thích cuốn với bún. Riêng cái sở thích Việt Thảo là bánh tráng cuốn tôm thịt giá hẹ ha, chua chua cay cay ngọt miệng. Có một miếng cơm lủng vào nó thì là số 1 luôn. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào là một trong những loại gạo cao cấp, dẻo thơm từng hạt sau khi nấu, cho dù để cách qua đêm. Cho dù cách xa vạn dặm nhưng vẫn mang theo hương vị của quê nhà. Đó là một trong những đặc điểm của gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo Nàng Hương Chợ Đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. Các bạn ơi, nhìn ngay góc này, đây, right here, yeah, chỗ này. Ngay cái góc này các bạn thấy cái dấu không? Chữ subscribe màu đỏ hay là chữ đăng ký bằng tiếng Việt. Các bạn chỉ cần click con chuột vào đó, nhấp con chuột vào chỗ đó, nha. Thì lập tức nó sẽ chuyển bạn đến một cái trang nhà của Việt Thảo. Đó là channel YouTube của Việt Thảo nha. Ở nơi đó có cái chữ subscribe hay là đăng ký bằng tiếng Việt. Bạn nhấp con chuột vào đó hay là click vào đó thì lập tức coi như bạn đã đăng ký xong. Để làm gì? Để khi tất cả những video clip, chương trình chuyển bên lề hay cái gì của Việt Thảo khi mà đăng lên trên YouTube, lập tức nó sẽ báo cho bạn biết ngay. Có thể qua điện thoại, qua email hay ngay trong cái channel YouTube của bạn để biết rằng MC Việt Thảo vừa post lên một cái video clip mới để cho bạn coi. Bạn khỏi cần phải chờ đợi tìm hiểu gì cả nhé. Các bạn nhất là các bạn đang xem những chuyển bên lề của Việt Thảo trên Facebook, là trên Facebook. Nhiều khi các bạn không có biết là nó ở trên YouTube. Cho nên các bạn muốn vào xem chuyện bên lề hay những video clip khác của Việt Thảo trên channel YouTube của Việt Thảo, các bạn vào địa chỉ youtube.com/mcvietthao là các bạn có tất cả những cái gì các bạn muốn coi về Việt Thảo. Không cần phải chờ đợi, không cần phải tìm kiếm, chỉ cần click vào cái subscribe right here. Yeah, ngay chỗ này, nghe cái dấu đỏ đó hay là đăng ký thì các bạn lập tức coi như hưởng được cái chế độ, cái quyền lợi của bạn là tất cả những cái gì Việt Thảo post lên là các bạn đều được báo ngay. Ok, đến với channel Việt Thảo youtube.com/mcvietthao để coi hết tất cả những cái gì của Việt Thảo post lên cho mọi người cùng xem. Và click vào subscribe hay là đăng ký nha, ngay cái dấu đỏ này, ngay chỗ này đó, thì nó sẽ đưa vào trang nhà của Việt Thảo để các bạn có cái dấu subscribe khác hay đăng ký khác, click vào đó để chi, để các bạn có cái quyền lợi được thông báo khi có những video clip mới của Việt Thảo. Nhớ nghe các bạn, Việt Thảo sẽ post cái video clip này giới thiệu về cái subscribe hay đăng ký này mỗi ngày trên Facebook để cho những bạn nào chưa có dịp và chưa biết đến để subscribe hay là đăng ký để hưởng được cái quyền lợi đó. Ok, thank you and I love you. Nhớ subscribe hay là đăng ký right here. Yes, cái nút đỏ nhỏ xíu thấy không? Đây. Yes, right here. Ok. Mwah.